Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Quán Tri Thức. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng Bích Ngọc nhìn lại những điểm nhấn về giáo dục trong tuần vừa qua. Nhiều trường đại học liên tục thông báo tăng học phí, đáng chú ý là khối ngành sức khỏe với mức tăng 13 triệu đồng một năm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố nội dung đề khảo sát năng lực xét tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Nỗi khổ của những trẻ mầm non chưa vào lớp 1 đã bị áp lực đọc thông viết thạo. Thưa quý vị, sau một năm thực hiện chủ trương không tăng học phí của chính phủ, thì trước thềm năm học 2023-2024, nhiều trường đại học công lập đã công bố mức học phí mới theo Nghị định 81, tăng từ 10 đến 30% so với năm học trước. Mức học phí các ngành học khối sức khỏe năm 2023 đã gây xôn xao trong những ngày vừa qua. Tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay mức học phí thấp nhất là 41 triệu đồng một năm và cao nhất là ngành răng hàm mặt với 77 triệu đồng một năm. Đáng chú ý là trường Đại học Y Dược Cần Thơ với mức học phí trung bình tối đa năm nay của trường là 37,6 triệu đồng một năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2022. Nhiều trường đại học công lập khác cũng công bố mức tăng học phí. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, học phí dự kiến sẽ tăng lên 33 triệu đồng ở hệ đại trà và 50 triệu đồng với chương trình tiên tiến. Trong khi đó, ở năm học trước, học phí của trường dao động từ 29 đến 45 triệu đồng một năm. Không riêng các trường đại học tự chủ, các cơ sở đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên cũng dự kiến tăng học phí trong năm học mới. Cụ thể, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh học phí chương trình hệ đại trà dự kiến là 14 triệu đồng một năm và chất lượng cao dự kiến là 35,8 triệu đồng một năm. So với các năm học trước, mức học phí này có tỷ lệ tăng từ 5 đến 40%. Vâng, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các thí sinh không chỉ cân não để chọn trường mà còn bối rối khi lạc vào ma trận thông tin học phí. Dù các trường đại học đều đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm, nhưng rất ít trường thông tin cụ thể về mức học phí năm học 2023-2024. Nếu có, thì nội dung cũng chung chung và không thống nhất. Bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có một kỳ thi khác cũng khốc liệt không kém. Đó là cuộc đua tranh suất vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, với tỷ lệ chọi hàng năm là 1 trên 6,8. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nội dung bài khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 của trường này. Cụ thể, thí sinh sẽ làm khảo sát về các năng lực như ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Việt, làm văn, toán học và tư duy logic, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, là môn lịch sử, địa lý và cuối cùng là thưởng thức cuộc sống. Học sinh sẽ làm bài trong 90 phút với bài thi gồm 2 phần, trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi bằng tiếng Anh về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thưởng thức cuộc sống. Phần tự luận khảo sát năng lực tiếng Anh ở kỹ năng nghe, hiểu, đọc, hiểu và viết. Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic. Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt. Thí sinh được dự thi vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa với điều kiện đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Kính thưa quý vị, không ít phụ huynh và học sinh thắc mắc liệu rằng thưởng thức cuộc sống có phải là nội dung mới của bài khảo sát năm nay hay không? Trả lời cho vấn đề này, lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những nội dung kiểm tra năng lực trong bài khảo sát lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh đều đã được học, rèn luyện ở bậc tiểu học. Đồng thời, những nội dung này đều đã xuất hiện trong bài khảo sát những năm trước nên các thí sinh không cần lo lắng. Kính thưa quý vị, một lớp học có 50 học sinh nhưng lại đến 46 em đã biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Con số đó không phải là một tín hiệu đáng mừng về một thế hệ thông minh vượt trội. Thay vào đó, nó khiến cho những nhà giáo dục phải lo lắng về sự chín ép của những đứa trẻ vì áp lực cho con đọc thông, viết thạo trước khi vào lớp 1 của phụ huynh. Theo khảo sát của báo Thanh Niên, có đến 62% phụ huynh lựa chọn cho con học trước chương trình lớp 1. Các chuyên gia và những nhà quản lý giáo dục phần đông đều cho rằng không nên cho trẻ học trước. Song bỏ qua mọi lời khuyên, nhiều cha mẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên quyết cho con học viết chữ, học làm toán trước khi chính thức vào lớp 1 để bằng bạn, bằng bè. Dù năm học còn chưa kết thúc, trẻ mầm non chưa được nghỉ hè, nhưng ở khắp nơi, khắp các hội nhóm phụ huynh,
không khí tìm lớp học chữ, học toán cho trẻ trước khi vào lớp 1 đã rất sôi động. Nhiều phụ huynh sốt ruột vì con mình chưa biết chữ gì. Thực trạng này vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhất là khi thay đổi sách giáo khoa theo chương trình mới. Các lớp tiền tiểu học càng trở nên sôi động. Giáo dục mầm non phân chia theo độ tuổi và giai đoạn 5 đến 6 tuổi thường được gọi là tiền tiểu học, ở Việt Nam gọi là lớp lá. Trong giai đoạn này, khung chương trình từ các nước phương Tây cho đến phương Đông có một đặc điểm chung là phát triển khả năng sẵn sàng đi học. Khác với những nước phương Tây, trẻ mầm non châu Á như ở Việt Nam và Trung Quốc phải đối mặt với nhiều áp lực, nhất là phải học trước chương trình lớp 1. Các chuyên gia và giáo viên cho rằng áp lực đó xuất phát từ yêu cầu của khung chương trình lớp 1, khiến phụ huynh không còn lựa chọn nào khác, phải cho con đi học thêm. Vâng, kính thưa quý vị, mọi quyết định của phụ huynh đều tác động đến tương lai và sự phát triển của các con. Vậy, đâu là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi nên hay không nên cho con học trước chương trình trước khi vào lớp 1? Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn vấn đề này với một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, cũng là khách mời chính của chương trình hôm nay. Và ngồi kế bên Bích Ngọc hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền. Cô là hiệu trưởng của hệ song ngữ quốc tế Canada BCAS. Vâng, xin được chào cô ạ. Xin chào Bích Ngọc. Thưa cô, vừa qua thì báo Thanh Niên có đăng một loạt bài về câu chuyện nên hay không nên cho con học trước chương trình lớp 1. Loạt bài này cũng đã gây được quan tâm trong xã hội. Thì chúng ta đã thấy là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng nói rằng là không nên cho các con học trước chương trình lớp 1. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát và 62% phụ huynh đã lựa chọn là sẽ cho con học trước chương trình. Vậy thì với một người làm giáo dục như cô thì cô thấy con số này như thế nào và quan điểm của cô về câu chuyện này ra sao ạ? Trước hết thì đối với lại con số là 62% phụ huynh là muốn cho con học trước chương trình lớp 1 á, thì điều tôi nhìn nó như là một cái tín hiệu đáng mừng, đó là phụ huynh rất là quan tâm đến cái việc học của con. Điều thứ hai nữa đó là dưới góc độ là một cái nhà quản lý và thay mặt cho các giáo viên thì tôi cũng xem đó là một niềm vui, bởi vì ba mẹ càng chuẩn bị kỹ cho con như thế nào trước khi mà con chuẩn bị vào lớp 1 thì sẽ giúp cho con có một cái hành trình nó suôn sẻ hơn ở lớp 1. Nếu như mà phụ huynh muốn phần mà học trước của lớp 1 đó sẽ tập trung vào các cái kỹ năng cơ bản để con có thể thích nghi với chương trình của lớp 1 thì tôi rất là hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu như chương trình tiền tiểu học mà quý vị phụ huynh mang con đi học, nó sẽ là dựa vào hoàn toàn vào cái chương trình lớp 1, tức là sử dụng sách giáo khoa, tất cả các cái tiêu chuẩn đầu ra của lớp 1 thì tôi sẽ quan ngại. Nếu chúng ta xem bộ chuẩn dành cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục Việt Nam cũng như là của các bộ giáo dục của các quốc gia trên thế giới thì chúng ta sẽ thấy là việc mà học sinh cần phải được làm quen với chữ viết, làm quen với toán, với các kiến thức về khoa học và cuộc sống xung quanh thì nó nằm trong bộ chuẩn đầu ra dành cho trẻ 5 tuổi. Chúng ta cũng sẽ cần phải làm rõ là khi mà phụ huynh muốn con mình học trước đối với chương trình lớp 1 thì phụ huynh là muốn, chính xác là phụ huynh muốn con học những gì. Có nghĩa là với những cái kỹ năng dành cho lứa tuổi từ 5 đến 6 thì rõ ràng vẫn cần những cái kỹ năng nhận biết mặt chữ, đúng nhận rồi. Biết con số và đọc nó ra, đúng không? Cầm viết đúng thao tác và có thể di chuyển viết với các cái nét cong, nét thẳng rồi móc lên, móc xuống, vân vân. Thì những cái kỹ năng cơ bản đó mà được rèn một cách vững chắc thì khi mà trẻ vào lớp 1, trẻ học viết thì trẻ sẽ không cảm thấy là mỏi tay hoặc là cái việc đó quá khó khăn. Bởi vì khi mà trẻ không có kỹ năng nền tảng như vậy thì trẻ sẽ cảm thấy rất là chán và ghét, hoặc thậm chí là sợ cái việc là phải viết. Thì như vậy thì nó sẽ giới hạn cái việc học ở lớp 1. Dạ vâng, vậy thì cái câu chuyện là không chỉ dừng lại ở nhận biết con chữ hay nhận biết con số như cái kỹ năng cần thiết ở lứa tuổi từ 5 đến 6, mà hiện nay phụ huynh đang sôi động, rất là sôi động trong việc tìm các lớp học trước lớp 1 cho con, thậm chí học cả làm toán cộng trừ, rồi học ghép chữ, học đánh vần, nói chung là làm sao để cho bé có thể đọc thông viết thạo trước khi vào lớp 1 nữa cơ. Vậy thì cô đánh giá cái chuyện này như thế nào ạ? Nếu như mà với mức kỳ vọng đó thì tôi không khuyến khích, và tôi khẳng định rằng là điều đấy có thể dẫn đến việc là học sinh sẽ cảm thấy không còn hứng thú khi mà đến trường tiểu học, bởi vì con đã biết rồi.
những cái điều này, niềm vui mà đến trường và niềm vui học tập, khám phá được những điều mới mẻ mỗi ngày mà trẻ phải wow lên bởi vì viết một điều mới mẻ. Trong tình huống này thì có thể là trẻ sẽ bị mất đi thì rất là đáng tiếc. Và quả thật là tôi cảm thấy là nó cũng không cần thiết lắm. Tôi phải khẳng định rằng là các giáo viên lớp 1 là rất là những người rất là tài năng. Nếu như mà Bích Ngọc có con nhỏ mà hoặc là chúng ta đến dự giờ giáo viên lớp 1 thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Học sinh có nhiều em là không biết gì khi mà trước khi mà vào lớp 1, nhưng mà chỉ xong một học kỳ thì trẻ vẫn có thể ghép các cái âm vần đơn giản mà đã học để có thể đọc thành tiếng. Tôi nghĩ là ba mẹ nên yên tâm trong việc là trao cái sự tin tưởng đó dành cho và trách nhiệm đó dành cho giáo viên ở lớp 1. Nhưng ta quay lại cái câu chuyện cái tâm lý của phụ huynh lùng sục các lớp tiền tiểu học để cho con của mình có thể học, thì một trong những nguyên nhân theo Bích Ngọc nghĩ thôi, có lẽ là tâm lý sợ hãi của các bậc phụ huynh, sợ con không thể theo được chương trình học, sợ con không bằng bạn bè, rồi sợ con sẽ không là mất hoàn toàn căn bản của lớp 1. Vậy thì cái tâm lý của những vị phụ huynh này có phải là tâm lý của thời đại không ạ, thưa cô? Tôi biết đó là một cái phải nói rằng là một hiện tượng mà cứ năm nào tôi cũng nghe cùng cái câu chuyện này, và năm nào mà phụ huynh mà có con vào lớp 1 thì cũng cảm thấy bất an. Thứ nhất là tôi thừa nhận đấy là một cái nỗi lo chung. Tuy nhiên tôi cũng muốn trấn an tất cả phụ huynh là kể cả quý vị phụ huynh gửi con vào trường công lập hay là trường tư thục với một sĩ số học sinh là 35-40 em ở trong lớp thì hãy tin tưởng là giáo viên lớp 1 họ hoàn toàn có đủ khả năng để hướng dẫn cho con mình, cuối cùng thì cũng đọc được, viết được. Mặc dù là chuẩn yêu cầu cần đạt của học sinh lớp 1 thì khá là cao, ví dụ như các em có thể là đọc được thầm, đọc trơn được khoảng 60 từ trong một phút là vào cuối lớp 1. Tuy nhiên là cái yêu cầu đầu ra này hoàn toàn có thể đạt được ở hầu hết trẻ, kể cả trẻ ở vùng sâu, vùng xa hoặc là trẻ dân tộc thiểu số. Thì các trường đều có phương án để giải quyết việc này. Ví dụ như là hiện nay theo chương trình phổ thông mới thì các lớp tiểu học là có được khuyến khích là dạy ngày 2 buổi. Do đó nên là các thầy cô giáo cảm thấy là chương trình vào buổi sáng không đủ để học sinh đạt những yêu cầu đầu ra này, thì họ hoàn toàn có thể tăng cái giờ học tiếng Việt ở buổi chiều để giúp cho học sinh đạt được mục tiêu. Tương tự với môn toán, các cái môn này đều là ưu tiên hàng đầu trong lớp 1. Nên là ba mẹ ở đây, nếu như mà ba mẹ ở bất cứ cái vùng nào hay ở vùng sâu vùng xa, cứ yên tâm. Ngoài ra thì trong câu chuyện này thì Bích Ngọc có một cái quan tâm nữa về vấn đề đó là ở trường, theo như cái chia sẻ của một số thầy cô, cảm thấy rất là áp lực nếu như các con trong lớp có quá nhiều con chưa có biết chữ. Với một cái lớp mà 40 hoặc 50 em thì các cô sẽ bị quá sức, bị quá tải trong cái việc mà phải chăm sóc, mà dạy dỗ các con như thế. Thì đây có phải là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cái câu chuyện mà thầy cô giáo ngầm khuyến khích cho phụ huynh đưa con đi đến các lớp học không cơ? Về hiện tượng mà Bích Ngọc nói thì tôi nghĩ là nó diễn ra với lại một bộ phận nhỏ giáo viên. Tôi nghĩ là khi mà giáo viên biết được là trẻ đã có thể là ráp vần, ráp âm vần, vân vân và có thể đọc trơn rồi, thì tôi không nghĩ rằng là giáo viên cảm thấy vui, bởi vì đến tại thời lúc đó thì giáo viên sẽ có một cái áp lực khác, đó là chính là việc là phải đưa ra một cái chương trình giáo dục riêng dành cho nhóm học sinh đấy, và nhiệm vụ học tập của dành cho các bé đó là phải thách thức hơn. Ở trong lớp là giáo viên trong bắt buộc là phải chia nhóm dành cho bé chưa biết gì, rồi bé đã biết đúng theo chuẩn, và một nhóm đó là bé đã biết đọc thông thạo rồi. Bích Ngọc có đọc một cái câu chuyện ở Trung Quốc của một tác giả là Trung Lễ Tứ, viết về hồi ký cuộc đời của bà. Cái tác phẩm đó là Thời đứa bé bướng bỉnh, thì trong đó bà có chia sẻ cái chuyện vì bà đã biết quá nhiều trước khi vào lớp 1, nên khi vào lớp 1 bà không còn hào hứng gì cả, thậm chí bà bày ra những trò nghịch ngợm ở trong lớp. Đầu tư trong cái chuyện đó vì những cái kiến thức cô dạy. Đơn giản là khi mà trẻ không bận rộn thì trẻ sẽ gây ra vấn đề. Nên là một cái bí quyết rất là quan trọng dành cho giáo viên, đó là phải làm cho trẻ bận rộn. Nhưng mà sẵn đây thì Bích Ngọc cũng muốn nói luôn là rõ ràng không phải chỉ ở Việt Nam mà cả Trung Quốc và một số quốc gia khác ở phương Đông của mình cũng đều có một cái suy nghĩ và cũng có cái áp lực về cái chuyện học trước cho con.
Vậy thì với cô Huyền là một người đã nghiên cứu về giáo dục cũng như có những cái hiểu biết về giáo dục ở nước ngoài, vậy thì với các bé đang ở cái nước phát triển thì các bé có học trước chương trình lớp 1 như thế này hay không? Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 á, đó là người ta ở các quốc gia mà tôi biết, ví dụ như đã từng làm giáo dục trước đây như là ở Anh hoặc là ở Phần Lan, thì họ rất là quan tâm đến cái giai đoạn gọi là transition, tức là gọi là chuyển tiếp giữa mẫu giáo vào lớp 1. Và họ có hẳn một cái chương trình và có hẳn một cái bộ tài liệu về để hướng dẫn cho phụ huynh về cái việc chuyển tiếp con từ mẫu giáo vào lớp 1. Do đó nên là phụ huynh họ có một cái hiểu về cái sự chuẩn bị này, nó tôi nghĩ là nó tường minh hơn so với lại phụ huynh của Việt Nam hoặc là một số quốc gia Á Châu mà Bích Ngọc vừa đề cập. Thứ hai nữa là vì cái do cái nhờ cái sự chuẩn bị về và hiểu biết như vậy nên là họ cái tất cả cái sự chuẩn bị đó của các con là những cái điều mà các con học là nó khá là phù hợp với lại cái mức độ phát triển của các bạn, của các bé. Thậm chí rằng là ví dụ như ở Phần Lan chuẩn bị vào lớp 1 là 7 tuổi. Và trong trường hợp mà phụ huynh cảm thấy con chưa sẵn sàng, họ đều có quyền là đề nghị là con họ sẽ được trì hoãn lại thêm 1 năm nữa. Rồi mới vào lớp 1 nha. Còn ở Anh thì lớp 1 lại là bắt đầu khi trẻ 5 tuổi. Và đương nhiên cũng quyền quyết định của phụ huynh. Nhưng mà đa phần tất cả đều là trẻ đều đi học đúng độ tuổi của mình. Và những gì mà cần phải đạt ở mẫu giáo thì các thầy cô ở mẫu giáo là cố gắng để đạt được. Và sau đó thì chuyển tiếp trẻ lên vào lớp 1. Tôi nghĩ rằng là cái sự đồng nhất trong giáo dục của trẻ ở các quốc gia đó cao hơn so với lại ở Việt Nam chúng ta. Phụ huynh của Việt Nam của chúng ta thì thứ nhất rằng là tôi nghĩ rằng là các nguồn thông tin thì nó cũng không có gọi là chính thống cho lắm. Cái thứ hai là cái hệ thống hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh trong các cái giai đoạn chuyển tiếp thì cũng chưa có hoàn chỉnh. Do đó nên là phụ huynh của chúng ta là phải tự lực và tìm kiếm tất cả các cái nguồn hỗ trợ, thì đây là một cái điều cũng rất là đáng để thông cảm. Dạ vâng. Sẵn đây thì Bích Ngọc cũng muốn hỏi cô Huyền về quan điểm của cô một chút xíu về nền giáo dục của Việt Nam mình, về cái câu chuyện điểm số, bởi vì đang trong giai đoạn tổng kết năm học rồi điểm số của các con cũng là trong câu chuyện mà các phụ huynh thường hay chia sẻ và lo lắng. Và gần như cái câu chuyện học trước lớp 1 này nó cũng là một trong những cái nguyên nhân đó. Vì ví dụ như phụ huynh người ta sẽ lo lắng là nếu con không học trước chương trình thì điểm số của con sẽ như thế nào vào các kỳ thi. Đây có phải là một trong những cái điểm cốt tử của nền giáo dục Việt Nam hiện nay không ạ, thưa cô? Đúng là Minh Ngọc đã chạm đến một vấn đề, đó là vấn đề về đánh giá ở trong giáo dục. Và mặc dù là chúng ta đã kêu gọi về đổi mới giáo dục trong suốt, phải nói rằng là cỡ 30 năm nay rồi, tuy nhiên là chúng ta chưa có đổi mới mạnh mẽ về vấn đề đánh giá, nên dẫn đến là cuối cùng thì cái việc dạy và việc học của học sinh lại quay trở lại giống như là một cái điểm xuất phát ban đầu, đó là học để thi. Và vẫn là điểm số vẫn là một điều rất là ám ảnh. Thì ở chỗ này tôi cũng muốn lên tiếng công bằng là về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì từ khá là lâu rồi chúng ta đã có, đối với tiểu học là chúng ta đã có một thông tư hướng dẫn đổi mới về đánh giá và hạn chế, đó là mỗi học sinh thì vào cuối kỳ thì mới có một cái bài kiểm tra, và chúng ta dựa vào cái đánh giá quá trình là dựa vào sự quan sát của các thầy cô giáo ở trong quá trình dạy học của các con. Nên là ở tiểu học thì thực ra là số kỳ thi và số cột điểm của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Và hiện nay cũng có những môn học, ví dụ như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, thì học sinh chỉ được đánh giá là đạt hoặc là không đạt, chứ chúng ta không dùng các cái điểm số nữa. Như vậy là đó cũng là một cái hình thức cách để giảm cái áp lực và cái sự ám ảnh về điểm số. Tôi vẫn rất là lạc quan trong việc đó là càng ngày thì sự đổi mới của nhiều đơn vị ở các phòng giáo dục và sở giáo dục thì sẽ giúp cho các thầy cô cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng các hình thức đánh giá mới. Và chắc chắn đến thời điểm đó thì cái ám ảnh về điểm số của học sinh lẫn phụ huynh sẽ giảm bớt. Dạ vâng, nghe cô Huyền chia sẻ thì Bích Ngọc nghĩ đến cái câu chuyện là phải chăng không phải chỉ là câu chuyện về chương trình học, về sách giáo khoa, về chủ trương của bộ, của sở, của các phòng, mà còn có cái sự
tâm lý của phụ huynh, tâm lý của chính các thầy cô dạy ở trong các trường học cũng cần phải thay đổi đúng không thưa cô? Thì mình nghĩ rằng là cái hành trình giáo dục trẻ và để tất cả chúng ta đều mong đợi những cái điều tốt đẹp nhất cho trẻ. Và phụ huynh có kỳ vọng của phụ huynh, nhà trường có kỳ vọng của nhà trường, và bản thân các em học sinh đi khi đến trường thì các em cũng có cái kỳ vọng riêng để làm sao để hài hòa được kỳ vọng và đáp ứng được nhu cầu của tất cả các đối tượng liên quan. Thì đó là một thách thức của bất cứ cái nền giáo dục nào, không chỉ có giáo dục Việt Nam. Dạ vâng, câu trả lời rồi của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn cô Thu Huyền đã dành thời gian đến với chương trình, cũng như cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian ngồi đến tận giây phút này cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào 19 giờ tối Chủ nhật tuần sau. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.